Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 khép lại với nhiều khó khăn, thử thách. Đại dịch COVID-19 đã làm suy thoái nền kinh tế toàn cầu, nhưng bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành và hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi chúng ta thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu bằng sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo, đổi mới của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhiều sự kiện đặc biệt đã diễn ra, đánh dấu những bước ngoặt quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của tỉnh. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, năm 2020, toàn tỉnh vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, hoàn thành mục tiêu kép, tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị kinh tế nổi bật bằng những giải pháp thiết thực đồng bộ năm 2020, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tăng 4,76%. Tuy không đạt kế hoạch, nhưng các chỉ tiêu lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp tăng 1,97%, lĩnh vực công nghiệp xây dựng tăng 11,46%, lĩnh vực dịch vụ tăng 3,52%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,98%. Quy mô nền kinh tế năm 2020 theo giá hiện hành đạt 18.986 tỷ đồng. GDP bình quân đầu người ước tính đạt 35,62 triệu đồng, tăng 2,89 triệu đồng so với năm 2019. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 283,9 trên 274.000 tấn, đạt 103,6% kế hoạch. Sản lượng các loại cây lâu năm tăng cao, chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, đàn lợn đang dần khôi phục lâm nghiệp phát triển bền vững, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng đáng kể, thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế trong lúc khó khăn, vẫn đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu là cơ sở quan trọng để thực hiện an sinh trong đại dịch. Giá trị sản phẩm trồng trọt chăn nuôi thủy sản trên một đơn vị diện tích đạt 40 triệu đồng trên một hecta. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết số 20 NQ hđnd tỉnh, về ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đến nay đã có 6 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó, cả 6 trên 6 dự án đều được xem xét áp dụng ưu đãi đầu tư về miễn giảm tiền thuê đất theo Nghị định số 57-2018-NDCP của Chính phủ. Đối với các chính sách hỗ trợ, trong năm 2020, có 4 hồ sơ đề nghị hỗ trợ đây đều là các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Hiện một số dự án đi vào hoạt động bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét. Giá trị công nghiệp tăng 12,68% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng khá, ngành cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải giữ mức tăng trưởng ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm tăng 4,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành sản xuất và phân phối điện là điểm sáng của khu vực công nghiệp với mức tăng cao nhất 39,83% do có một số nhà máy thủy điện hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định. Ngành cung cấp nước tăng 5,93%, tuy nhiên ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 11,57%. Ngành khai khoáng giảm 9,83% dẫn đến tăng trưởng âm do thiếu nguyên vật liệu đầu vào, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên thu ngân sách giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng trong bối cảnh hết sức khó khăn, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 1.820 tỷ đồng, bằng 127% so với dự toán trung ương giao, tăng 1,1% so với kế hoạch, bằng 81% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa đạt 1.620 tỷ đồng, tăng 129% dự toán trung ương giao, tăng 1,2% kế hoạch. So với dự toán Bộ Tài chính giao, có 4 trên 15 khoản thu gần đạt và vượt dự toán, thu tiền sử dụng đất đạt 193% kế hoạch, thu tiền cấp khai thác khoáng sản đạt 113% kế hoạch. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 173%, thuế thu nhập cá nhân đạt 96% kế hoạch. Bằng sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện sát sao của tỉnh ủy, toàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và đúng quy định các đại hội diễn ra công khai dân chủ, đạt kết quả toàn diện, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Đảng. Một trong những công việc hết sức quan trọng là xây dựng văn kiện đại hội, trong đó báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm đã được các cấp ủy đầu tư có chiều sâu, bám sát thực tiễn và chỉ đạo của cấp trên, đề ra những mục tiêu khả thi, sẵn sàng tâm thế bước vào hành trình mới. Đó là sự tổng kết, đúc rút kết quả, kinh nghiệm, bài học thực tiễn, đồng thời thể hiện tầm nhìn của cấp ủy, khả năng định hướng cho tiến trình phát triển của địa phương đơn vị. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 là đã đề ra 3 nội dung đột phá về phát triển du lịch dịch vụ bền vững, xây dựng cao bằng trở thành trung tâm du lịch của khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc tập trung phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến, phát triển kinh tế cửa khẩu nhằm khai thác và phát huy tối đa lợi thế nhiều cặp cửa khẩu, xây dựng cao bằng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa. Xác định 3 chương trình trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chương trình xây dựng và đổi mới cơ chế chính sách năm 2020, một năm đầy biến động, thách thức do đại dịch COVID-19, nhưng cũng là năm đầy ấn tượng khi Cao Bằng động thổ dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn, Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng và khởi công hai tiểu dự án kết nối cao tốc và thành phố Cao Bằng, có tổng vốn đầu tư gần 21.000 tỷ đồng. Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP do tập đoàn Đèo Cả là nhà đầu tư. Tuyến đường có chiều dài khoảng 115 km, từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn đến cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng. Với quy mô 4 làn xe được thiết kế với tốc độ 80 km h Giai đoạn 1 đầu tư khoảng 93 km từ cửa khẩu Tân Thanh đến xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Giai đoạn 2 hoàn thiện, đầu tư tiếp khoảng 22 km từ huyện Quảng Hòa đến cửa khẩu Trà Lĩnh và mở rộng hoàn thiện mặt đường hiện tại. Sau nhiều năm quyết tâm quyết liệt, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, lần đầu tiên tỉnh Cao Bằng đã động thổ dự án chăn nuôi bò sữa có quy mô lớn được triển khai tại thị trấn biên giới Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa. Dự án do tập đoàn TH làm chủ đầu tư sẽ có 10.000 con bò sữa, nhà máy chế biến sữa công suất 49.000 tấn một năm. Dự án áp dụng quy trình chăn nuôi quản lý phòng chống dịch bệnh cho đàn bò, công nghệ chế biến sữa hiện đại dự kiến đi vào hoạt động sẽ tạo nguồn thu 200 tỷ đồng một năm cho ngân sách địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho khoảng 500 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động gián tiếp thông qua liên kết trồng, thu mua cây nguyên liệu thức ăn cho bò sữa. Thực hiện nghị quyết 864 ngày 10 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh Cao Bằng đã sắp xếp, sắp nhập thành công các đơn vị hành chính, sau sắp nhập, Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và một thành phố, 161 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 8 phường và 14 thị trấn. Là tỉnh miền núi, nơi có nhiều tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với những phong tục tập quán khác nhau. Song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là sự đồng lòng của nhân dân Đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị hành chính mới đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo ra động lực mới cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, tạo sự tin tưởng đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là tiền đề vững chắc cho toàn tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định những thành tựu đạt được là nhờ sự nỗ lực đổi mới cách làm, triển khai đúng trọng tâm trọng điểm của hệ thống chính trị. Phát huy những kết quả đạt được, bước sang năm 2021, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khóa 19, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện 3 nội dung đột phá, 3 chương trình trọng tâm. Thứ nhất là tập trung cụ thể hóa để thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 bằng các việc phấn đấu hoàn thành 17 trên 17 chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đề ra. Về mặt giải pháp, ngoài các giải pháp đã trình bày thì Ủy ban nhân tỉnh sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp sau. Một là tập trung xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể hóa ba nội dung đột phá và triển khai ba chương trình trọng tâm mà Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đã đề ra. Hoàn thành công tác lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 2030 tầm nhìn đến năm 2050 triển khai xây dựng các quy hoạch cụ thể theo ngành lĩnh vực địa phương tập trung hoàn thành quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu quy hoạch chi tiết các khu chức năng của từng cửa khẩu, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch các huyện, thành phố để làm cơ sở triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thưa quý vị và các bạn, bước sang năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 được dự báo vẫn còn khó khăn, thách thức, nhưng bằng bản lĩnh, sự quyết liệt, sáng tạo, dự báo đúng tình hình chắc chắn toàn tỉnh sẽ giành được nhiều thắng lợi trong phát triển kinh tế xã hội. Chuyên mục Cao bằng tiềm năng và phát triển tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.